Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới một căn nhà quý vị, với một căn nhà là nhà dân gửi bán mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì là lô góc hai mặt thoáng và chủ nhà thì chuyển đổi công tác cho nên là nhờ Ngọc Ánh bán lại. Với cái căn nhà này thì diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ thông mọi người nha. Ô tô cách nó chỉ khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ. Đó. Và với cái đây thực tế đây, ngõ trước nhà mọi người nha. Đấy. Ngõ trước nhà thì nó phải khoảng tầm 2m rưỡi, 3m ấy mọi người ơi. Tuy nhiên thì nó mất một cái đoạn đường vào đây, là nó mất một cái cột điện, cho nên xe mới không vào được tới cửa. Chứ nếu không thì xe này là vào tới cửa luôn đấy mọi người ạ. Cái nhà này này, và hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị ạ. Đây. Căn nhà thì mới xây năm 2021 mọi người nha. Và chủ nhà thì đi làm xa quá nên là có chuyển đổi công tác. Và đây chính là cái vị trí ngôi nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Mọi người theo em cụ thể vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà nhá. Với thiết kế tầng 1 ra sao, phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính nha mọi người. Đây. Mọi người có thể nhìn thực tế. Đấy. Căn nhà cũng còn khá là mới mọi người ạ. Giá chào bán của cái căn nhà này là 1 tỷ 750 triệu đồng mọi người nha. Bao toàn bộ phí thuế sang tên. Đấy. Thiết kế đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Nói chung căn nhà này thì gần như là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình mấy cái kệ trang trí ở đây. Và trước đó thì chủ nhà để ở đây là tivi mọi người ạ. Đây, căn nhà này nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên thoáng trước, thoáng bên cạnh nữa mọi người nha. Đây này. Đây là cái phần cửa sổ ở bên cạnh. Quý vị nào về mà có mong muốn mở cửa sổ, mở cái cửa chính ở đây cũng được nha mọi người. Đây là cái phần khu vực để phòng, để sofa ở đây này. Khá là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, quạt trần được lắp đặt đầy đủ rồi. Cái nhà này thì mọi người cứ yên tâm là hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ nha. Bởi vì chủ nhà vừa mới chuyển đi thôi. Và đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Thì phòng bếp của ngôi nhà ở đây được chủ đầu tư được chủ nhà xin lỗi mọi người. Đây, chủ nhà có sẵn cho mình một cái tủ bếp này, chậu rửa, vòi rửa này. Ở đây là quạt hút, ở đây là cái hút mùi bếp này mọi người ơi. Đó. Đây. Và phía dưới tầng 1 của ngôi nhà còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà mọi người cứ yên tâm, Ngọc Ánh quay video như thế nào thì mọi người đến nó là y như vậy. Từ vị trí căn nhà này, nó cách với lại cuối đường Tố Hữu Lê Trọng Tấn nó chỉ khoảng tầm 2,5 km, cách với lại bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 4 km mọi người nha. Nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ, bao toàn bộ phí thuế, Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, và cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu quý vị nào có nhu cầu. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà đây ạ. Đây mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thực tế luôn, gỗ lim, mặt bậc cổ và cầu thang thì thiết kế là đá granite. Vậy thì đây là tầng 1 của ngôi nhà, tầng 2 của ngôi nhà, 3, 4 thiết kế như nào? Mọi người theo em lên trên cái tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nhé. Và với căn nhà 30m² lô góc hai mặt thoáng thì thiết kế ở trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 nó là như thế này mọi người ạ. Một phòng vệ sinh và ở đây đó chính là cái phần phòng ngủ ở phía trên tầng 2. Ở đây chủ nhà cũng lắp tivi ở đây rồi mọi người nha. Cửa sổ thông thoáng hai bên. Đó. Với cái căn phòng ngủ này nó cũng rất là rộng, dễ dàng kê đồ mọi người ạ. Đây. Cửa sổ hướng ra bên ngoài được thiết kế hai lớp. Đó, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đầy đủ, rèm cửa đây. Chủ nhà để lại cho mình cái rèm cửa mọi người nha. Kệ đây, kệ tivi, kệ trang trí. Đây là cái phần ở đây cũng có rèm cửa luôn. Đây. Cửa sổ hướng ra bên ngoài rất là thoáng mọi người nha. Đấy, căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở. Và Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị đang theo dõi kênh, thì cái căn nhà này hiện tại giá đang là thấp nhất khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người ạ. Giá hiện tại đang là thấp nhất rồi, bởi vì chủ nhà cần tiền bán gấp cho nên là cái giá nó rất là hợp lý mọi người ơi. Anh chị quý vị nào đang có nhu cầu và cái tầm tài chính đấy thì có thể liên hệ ngay với Ngọc Ánh nhá. Đây, cửa thông phòng của ngôi nhà, cửa gỗ, cửa thông phòng ngủ đây.
Nhà vệ sinh ở phía đây mọi người ơi. Nhà vệ sinh ở phía tầng 2 đây. Đầy đủ bồn cầu này, quạt hút mùi này, cái đường chờ bình nóng lạnh này, đó. Hệ thống sen tắm này, lavabo này. Nói chung là đầy đủ và những cái phụ kiện này nó còn rất là mới nha mọi người. Rất là mới luôn nhá. Đó, đây là tầng 2 của ngôi nhà, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nhá. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng giống hệt như tầng 2. Đấy, cũng cùng một phòng ngủ rất là rộng. Vì nó là lô góc mọi người nha. Cho nên cái nhà thực tế luôn là nó không hề vuông. Nó không vuông 100% đâu mọi người ạ. Nó là lô góc cho nên bao giờ nó cũng sẽ bị chéo, bị vát một chút. Đó, ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà đây, chủ cũng lắp cho mình một bộ rèm cửa, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Với cái căn nhà này ấy, thì hướng nhà của nó là hướng Tây Bắc. Đó. Cái hướng cửa này thì nó là hướng Đông Bắc mọi người nha. Nói chung là rất là mát mọi người ạ. Mở được cửa hai bên nó rất là thoáng. Đây là cái phần rèm cửa ở phía tầng 3 đây. Nói chung là hai cái căn phòng ngủ thì là được lắp đầy đủ rèm cửa này, ống chờ điều hòa, dây át chờ điều hòa. Như chủ nhà cũ chia sẻ thì với cái căn phòng này thì chủ rất là ít sử dụng. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Chỉ sử dụng ở mỗi trên tầng 2 là nhiều thôi. Đây, cửa thông phòng và nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Nhà nào cũng vậy, mới hay cũ hay là nhờ bán lại thì Ngọc Ánh cũng vẫn luôn review rất là công tâm, rất là chi tiết về mọi thứ mọi người nha. Cho nên quý vị khách hàng hoàn toàn yên tâm ạ. Trước khi đi xem mọi người cứ xem kỹ video đã. Về cái khoảng cách quãng đường Ngọc Ánh cũng chia sẻ rất là thật nha mọi người. Mọi người cố gắng lắng nghe và theo dõi video từ đầu cho tới cuối video để biết căn nhà này vị trí ở đâu, đường ngõ ra sao, giá bán thế nào, có sổ đỏ hay không mọi người nhá. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Cô chú anh chị ơi, với cái tầng 4 của ngôi nhà thì mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên đây thì có một cái ô giếng trời sáng để lấy ánh sáng dùng cái khu vực cầu thang này mọi người nha. Đây, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tôi lên tầng 4 của ngôi nhà. Và cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là phần tầng 4, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng mọi người nha. Ở đây thì chủ nhà có để một cái ban thờ ở đây rồi. Đó. Thực tế thì có sao thì Ngọc Ánh quay như thế cho nên mọi người cứ cân nhắc video trước khi đi xem. Giá bán công tâm, cụ thể, công khai luôn. Không thích mập mờ mọi người ạ. Mọi người cảm thấy cái giá chào bán đấy ok với tầm tài chính thì mọi người liên hệ với em. Đó. Và đây là cái phần sân phơi mọi người ơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà nhá. Thì ở đây có một cái dàn phơi thông minh rồi mọi người ạ. Đây này, dàn phơi thông minh mà chủ nhà đã lắp đặt sẵn rồi. Đây là cái phần để máy giặt nha quý vị. Đây Ngọc Ánh sẽ quay cho mọi người xem cụ thể đấy. Nó rất là thoáng nha mọi người. Cửa đây. Ở đây còn một cái cây chủ nhà để lại nữa. Đó mọi người ạ. Vậy thì với video này Ngọc Ánh đã chia sẻ cũng rất là cụ thể từ phía dưới tầng 1 cho tới lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Giá chào bán 1 tỷ 750 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Với căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bán giao nhà luôn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị ở những video tiếp theo.